Cái hình ảnh nhìn vẫn rất là phê nha mọi người, nhìn thấy rõ những cái ban công, những cái ô cửa sổ luôn. Rồi kính bắt 4 nha mọi người, và nó sản xuất theo tiêu chuẩn của châu Âu ha, cho nên nó mang lại cho mình cái hình ảnh rất là khác biệt so với dòng sản phẩm trước đây. Rồi xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hàng Hot Thế Thắng. Video hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người thêm dòng sản phẩm ống nhòm ngắm cảnh cao cấp đến từ thương hiệu quang học rất là nổi tiếng ở châu Âu như vậy, đó là thương hiệu Konut của Italia. Thì Konut là một cái hãng quang học mà chuyên cung cấp những cái dòng thiết bị quang học cho những cái đơn vị quân đội, quân sự trên toàn thế giới nha mọi người. Thì ngoài phục vụ cho cái mục đích quân đội thì nó còn sử dụng cho mục đích dân sự nha mọi người, như là mình sử dụng để ngắm cảnh, ngắm thú gì đó, du lịch dã ngoại và tuần tra canh gác cứu hộ cứu nạn nha mọi người, rất là nhiều cái tính năng. Và mã sản phẩm ngày hôm nay là 10x42 nha mọi người. Sản phẩm này sẽ có cái độ phóng đại là 10 lần và đường kính là 42mm, và nó thuộc dòng MRWA nha mọi người. Đây, dòng chuyên cung cấp cho quân sự ha. Đây, và trên đây thì mình sẽ có những cái thông số nha mọi người. Kính thì nó sẽ được tráng phủ quang học đa lớp ha, và chất liệu kính thì kính mắt 4 nha mọi người, dòng kính mới nhất cho những dòng thiết bị quang học. Nó còn có trang bị thêm một cái lớp pha nha mọi người, chống đầy xước ha. Và ở đây thì mình sẽ có góc nhìn rất là rộng và chống nước, chống bụi rồi đầy đủ nha mọi người. Mình sẽ có túi đựng và nắp chụp bảo vệ kính ha. Đây, và đây là cái hộp sản phẩm nha mọi người, có kiểu dáng thiết kế rất là nhỏ gọn. Cái dòng sản phẩm này nó sẽ có thiết kế thì dạng rúp nha mọi người, như là hai cái ống này nó sẽ thẳng ha, nó sẽ tiếp nhận được nhiều cái ánh sáng hơn và giúp cho cái hình ảnh mình quan sát được rất là sắc nét, tươi sáng nha mọi người. Đây, ở đây thì mình sẽ có mã encode ha, ở châu Âu nha mọi người, Embro 10x42 ha. Thì bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra luôn nha mọi người. Đây, đầu tiên thì mình cũng đi vào phần phụ kiện trước ha. Đây, đây rồi. Thì ở đây mình sẽ có catalog nha mọi người, hướng dẫn sử dụng ha, có rất là nhiều cái thứ tiếng. Đây, và giấy bảo hành cũng như là điều kiện bảo hành nha mọi người. Ở trên đây thì có những cái địa chỉ ở châu ha, nếu mà người mang ống nhòm này đi du lịch ở những cái nơi này á mà nó có lỡ gặp trục trặc, gặp vấn đề đó thì mình cứ mang đến những cái địa chỉ trên đây thì hãng sẽ bảo hành cho mọi người. Còn ở Việt Nam thì mọi người cứ mang đến hai địa chỉ công ty mình. Đây mọi người, hướng dẫn sử dụng. Và không thể thiếu túi đựng nha mọi người. Túi đựng này thì chất liệu vải rất là cao cấp ha, và cũng có thương hiệu Konut ở trên đây. Và ở đây thì mình sẽ có dây đeo cho cái túi nha mọi người. Đây, dây đeo rất là gọn nha mọi người. Mình có thể dạng mang theo bên người hoặc là bảo quản cái ống nhòm này dễ dàng hơn. Ở trong cái túi này thì còn có thêm một cái ngăn nhỏ nha mọi người để mình đựng phụ kiện như là khăn lau kính rồi ha. Đây, khăn lau và dây đeo cho cái ống nhòm nha mọi người, có thương hiệu Konut ở trên đây luôn. Đây, và tiếp theo là cái sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay ha. Đây, đây mọi người, thì cái sản phẩm này nó có cái kiểu dáng như lúc nãy mình nói nha mọi người, thiết kế theo dạng rúp ha. Đây, hai bên nó sẽ thẳng và cái màu sắc của nó rất là đẹp, rất là sang trọng nha mọi người, màu xanh quân đội ha, xanh rêu. Đây mọi người, thì đối với cái kiểu dáng này thì những cái lăng kính ở bên trong nó sẽ được xếp thẳng hàng và cái chất liệu hình ảnh khi mà mình quan sát được nó sẽ tốt hơn nha mọi người, nhờ vào cái khả năng truyền ánh sáng nó tốt hơn, mình có thể quan sát được trong cái điều kiện mà ánh sáng yếu như là cái thời tiết khắc nghiệt hoặc là hoàng hôn bình minh nha mọi người. Đây, và đây là phụ kiện là cái nắp đậy nha mọi người, nắp đậy bảo vệ thị kính và bọc kính ha. Ở trên cái nắp này thì nó sẽ có một cái lỗ nha mọi người, và khi mình xỏ dây đeo thì mình sẽ xỏ cái lỗ này ha. Đây, rồi sau đó thì mình sẽ xỏ trên cái thân ống nhòm để khi mình quan sát thì dây đeo nó sẽ giữ cái nắp lại nha mọi người, tránh cái thất lạc trong quá trình mình quan sát ha. Đây, và ở đây thì mình sẽ có cái logo của Konut nha mọi người. Và trên đầu này thì mình sẽ có cũng có logo thương hiệu Konut ha, và mã sản phẩm là 10x42. Thì cái sản phẩm này nó có cái tính năng chống nước và chống bụi luôn nha mọi người. Đây, waterproof và fogproof ha. Thì mình sẽ bảo quản cái ống nhòm này dễ dàng hơn tại vì cái khí hậu Việt Nam thì cái điều kiện nóng ẩm á. Đây, và đồng thời thì mình có thể sử dụng cái ống nhòm này trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường nha mọi người, sử dụng thoải mái luôn ha, không sợ móc kính hoặc là mờ xương. Và đây là cái trường nhìn của sản phẩm nha mọi người. Đây, cái trường nhìn là rộng 294 feet tạp ngàn da nha mọi người. Thì nó tương đương với khoảng 98 mét tạp ngàn mét ha. Nghĩa là khi mình quan sát ở cái cửa ly 1000m á thì cái khoảng nhìn thông qua cái ống nhòm này sẽ là rộng là 98m mọi người, trường nhìn rất rộng thì giúp cho mình có thể quan sát được bao quát những gì diễn ra trước mắt của mình. Và cái góc nhìn của cái ống nhòm là 7.5 độ mọi người.
nó kết hợp với cái trường nhìn này và cái đường kính của cái ống nhòm này ha, thì nó sẽ cho mình cái hình ảnh trực quan và chi tiết nhất cho mọi người quan sát được bao quát luôn đây ha. Và đây là cái hệ thống xoay lấy nét cho mọi người, xoay nét tập trung lấy nét đều cho cả hai bên mắt luôn ha. Đây, và ở đây thì mình sẽ có cái phần cân bằng mắt cho mọi người. Đây vòng xoay cân bằng mắt ha, cộng trừ những mắt mình có bị cận bị loạn gì đó thì mình sẽ xoay đây và mình sẽ cân bằng con mắt phải của mình ha mọi người. Và khi mình xoay nét thì mình sẽ cân bằng mắt trái ha. Đây, và tiếp theo thì ở đây nó sẽ có thêm một cái kê mắt nha mọi người. Khi mà mình quan sát á, thì cái kê mắt này nó sẽ tránh cho là cái lông mi mình nó chạm vào kính này, gây ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của mình ha. Và nó sẽ tạo cho mình cái khoảng cách từ mắt cho đến thể kính nha mọi người. Và khi mình quan sát á, thì mình chỉ cần đặt mắt vào và mình nhìn được luôn ha. Mình sẽ tiết kiệm thời gian căn chỉnh cái khoảng cách từ mắt cho đến thể kính. Đây, để mình không có bỏ lỡ bất kỳ những cái khoảnh khắc nào ngoài thiên nhiên ha. Đây mọi người. Đây, đồng thời thì nó cũng tránh những cái ánh sáng xung quanh nó lọt vào cái phần thị kính này ha mọi người. Nó mang đến cho mình cái chất lượng quang học tốt nhất. Đây. Còn về cái chất liệu của sản phẩm thì cái bộ khung bên trong thì cũng làm bằng hợp kim nha mọi người, hợp kim kèm theo nhựa ABS ha. Những cái chất liệu này thì nó rất là bền, rất là chắc nha mọi người. Nó có thể chịu được va đập mạnh như là rơi rớt ha, đồng thời thì có thể chịu được những cái tác động từ thiên nhiên như là ăn mòn hoặc là oxy hóa gì đó. Đây. Và cái vỏ ở ngoài thì vỏ cao su MR nha mọi người. Cái vỏ này thì nó cũng chịu được chống sốc mạnh khi xảy ra rơi rớt cho mọi người, bảo vệ những cái lăng kính, cái hệ thống kính bên trong ha. Và ở trên cái phần cao su này thì hãng cũng dập nổi thêm những cái đường gân nha mọi người, mình cầm tay thì nó sẽ thoải mái hơn ha, nó ôm những cái tay, ôm cái tay của mình, tránh những cái việc mà trơn trượt trong quá trình sử dụng nha mọi người. Đây ha, cầm rất là thoải mái, rất là êm tay. Đây, ở trên đây thì cũng có thương hiệu Konos nha mọi người, hãng quang học nổi tiếng ở châu Âu luôn ha. Đây. Còn về chất liệu kính ở bên trong như lúc nãy mình đã nói thì nó sử dụng kính bắt 4 nha mọi người, và đồng thời thì nó sẽ được tráng phủ quang học đa lớp. Cái mục đích của tráng phủ này thì nó sẽ giúp cho cái hình ảnh sắc nét chi tiết và trung thực hơn nha mọi người, và đồng thời thì nó sẽ tránh cái tình trạng mà lem màu ở phần rìa của kính ha. Như những dòng ống nhòm giá rẻ của Trung Quốc á, thì nó sẽ bị lem ở những cái phần rìa này và hình ảnh thì nó sẽ không có sắc nét bằng những dòng ống nhòm chính hãng này nha mọi người. Đây. Đây, kính tráng phủ quang học đa lớp. Và ở bên trong những cái thiết bị quang học như ống nhòm này thì hãng cũng sẽ bơm khí nitơ nha mọi người. Để cái khí nitơ thì nó sẽ có cái nhiệt độ ổn định hơn không khí thông thường của mình. Nó sẽ giữ cho cái ống nhòm ở bên trong nó mát hơn nha mọi người. Cái hệ thống bên kính bên trong á, nó luôn ở cái mức mà nhiệt độ ổn định nhất hết. Đây, thì nó sẽ tránh gây ra móc kính hoặc là mờ xương. Đây mọi người. Đây. Những cái tính năng rất là hiện đại nha mọi người. Thiết kế thì nhỏ gọn ha, mình có thể dàn bỏ vào ba lô túi xách gì đó. Này, thương hiệu Konos kính bắt 4 tráng phủ đa lớp nha mọi người, chống nước chống bụi ha. Này, thì bây giờ thì mình sẽ gắn cái camera vào cái ống nhòm này để cho mọi người xem độ phóng đại cũng như là độ nét của cái dòng sản phẩm Konos Emerald 10-42WA này ha. Và đây là độ nét của nhà độ phóng đại dòng Konos Emerald 10-42 nha mọi người. Ở đây thì mình đang quay qua cái camera cho nên nó sẽ giảm đi cái độ nét của sản phẩm nha mọi người. Nếu như mọi người đến công ty và trực tiếp trải nghiệm bằng mắt thường của mình á, thì mình sẽ thấy được nó phát huy được hết cái độ sáng cũng như độ nét của sản phẩm nha mọi người. Đây. Và mình đang quan sát cái tòa nhà chung cư với khoảng cách là gần 2 cây số ha. Đây, kính rất là sáng, rất là chi tiết nha mọi người. Thôi, dù quay qua cái camera ha, nhưng mà cái hình ảnh nhìn vẫn rất là phê nha mọi người, nhìn thấy rõ những cái ban công, những cái ô cửa sổ luôn. Rồi, kính bắt 4 nha mọi người, và nó sản xuất theo tiêu chuẩn của châu Âu ha, cho nên nó mang lại cho mình cái hình ảnh rất là khác biệt so với dòng sản phẩm trước đây. Rồi, nó cũng sử dụng cái hệ thống lấy nét tự động và lấy nét nhanh nha mọi người. Đây, thí dụ là mình sẽ quan sát cái bồn hệ thống nóng lạnh này ha, và mình sẽ chuyển qua cái chung cư ở phía sau thì nó sẽ lấy nét cái chung cư nha mọi người, và nó sẽ bỏ đi cái bồn nước ha. Đây, lấy nét nhanh nha mọi người, mình không cần phải tốn thời gian xoay nét ha, nó sẽ giúp cho mình bắt kịp những cái khoảnh khắc ngoài thiên nhiên. Đây, kính siêu sáng luôn. Đây mọi người, nhìn rõ những cái trụ này luôn ha, khoảng cách rất là xa. Đây.
ngắm chim nha mọi người. Đây. Rồi ha. Và đây là những cái địa điểm mà mình vừa gắn camera vào góc nhà Konus Emerald 10.2 mọi người. Đây những cái tòa nhà chung cư rất là xa ha, những cái trụ phát sóng này. Đây mọi người. Đây. Chim cò gì đây ha. Đây cái tòa nhà chung cư này. Nếu như mọi người có nhu cầu sử dụng dòng ống nhòm Konus Emerald 10.2 này để phục vụ cho những công việc như là tuần tra canh gác của hộ cứu nạn, ngắm cảnh hoặc là du lịch gì đó, hoặc là săn ong tầm lan ha mọi người, thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp ở địa chỉ là số 12 ngõ 51 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, và khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Số điện thoại hotline là 0912245244 và 0974444097. Trang web là dientoirang.com và ongnhom.net nha mọi người. Thì ở trên những cái trang web của mình thì có rất là nhiều dòng sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới nha mọi người, như là của hàng Steiner, hàng Resser của Đức ha, Bushnell của Mỹ, hàng Vortex của Mỹ, Konus của Italia, Canon ha mọi người, hoặc là Yukon, và những dòng giá rẻ hơn như là của hàng phay, hàng nhái của Trung Quốc ha, cũng có luôn. Hoặc là những dòng của hàng Nga nha mọi người, Baygit của Nga, hàng Yukon của Nga ha. Đây, nói chung thì có rất là nhiều dòng sản phẩm nha mọi người. Nếu như mọi người cần cái mức giá của mọi người thế nào á, về nhu cầu thế nào thì mình cứ gọi trực tiếp đến hai số hotline trên đây thì bên mình sẽ tư vấn và báo giá đầy đủ cho mọi người. Nha mọi người. Và ngoài ra thì bên mình còn cung cấp thêm dòng thiết bị khác như là máy dò vàng và kim loại đá quý, đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ, hoặc là những dòng chống cháy nổ. Thiết bị quang học như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, kính thiên văn hoặc là kính hiển vi. Thiết bị kỹ thuật số đồ công nghệ như là khung ảnh số, máy ghi âm, camera hành trình, micro không dây có dây, micro nghị, camera dưới nước, camera nội soi công nghiệp và những dòng thiết bị đo lường các loại. Thì mình xin kết thúc video tại đây mọi người. Thì nếu như mình có cùng chung đam mê những dòng thiết bị quang học như những dòng nhầm ngày, nhầm đêm này á, thì mình cứ để lại comment phía dưới phần bình luận của video thì mình cùng nhau tham khảo những dòng sản phẩm tốt nhất, hot nhất trên thị trường ha. Đây, và mọi người nhớ like và đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video mọi người sẽ không có bỏ lỡ những cái sản phẩm hàng hot này bên mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.